Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho mấy cái bạn su con này ăn cua chung nha. Đây, đây con cua khổng lồ đây. Đây mình sẽ cho một bạn ăn cua chung nha. Đây. Nè, mâm. Wow, bạn xé thịt bạn siêu nhân ơi. Chứ để vậy nó ăn nó mắc cổ á. Đây, một đám su đang thèm ăn. Wow. Đây thịt nè. Một con nè. Đây con này nó tót ra rồi nè. Wow, xin chào bạn siêu nhân. Xin chào các bạn. Wow, các bạn hôm nay bạn siêu nhân có con cua bự quá. Hôm nay mình làm gì vậy bạn siêu nhân? Bây giờ mình sẽ hấp bia con cua này. Rồi, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ được xem bạn siêu nhân ăn con cua biển nha. Đây, con cua biển này khổng lồ, con cua này gần 1 kg luôn. Hôm nay mình sẽ luộc con cua với bia. Đây, cẩn thận con cua đây. Cua này không biết ở ngoài biển bao nhiêu chứ về tới trong đây là cái giá của nó là 350 một ký. Con này gần 1 kg. Không, cái này mình hấp ít thôi, hấp nhiều quá có không có ngon. Rồi trong thời gian chờ đợi hấp bia thì cua hấp bia thì mình bắt đầu đây có củ mì nè các bạn ơi. Đây củ mì. Còn thêm mấy cây rau câu nữa. Bạn sinh nhân ăn rau câu thử bạn sinh nhân. Còn thử không? Đây là cây rau câu màu xanh nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bạn sinh nhân ăn thử coi cảm giác nó ngon như thế nào. Mùi sao bạn sinh nhân? Chua chua. Có cam, dứa nè. Nó chua chua. Đây là cây rau câu mùa dứa các bạn ơi. À, cây này mùa gì vậy bạn siêu nhân? Đây là dứa luôn nè. Mà màu trắng không biết nó như thế nào. Đây là cây màu trắng mùa dải các bạn ơi. Wow, ngon chắc quá. Ngon lắm đây. Ngon quá các bạn. Dải. Wow, đây con cua nó sôi rồi các bạn ơi. Ui, con cua nó bự quá, nó đổi màu rồi. Con cua sắp chuyển sang màu cam rồi. Ui. Rồi, hai cái càng nó khổng lồ luôn. Bữa nay siêu nhân no. Tội anh của quay phim. Siêu nhân sướng rồi. Bị rớt cái càng rồi kìa. Nó chín rồi, nó chín, đã rụng mất cái chân rồi. Rớt một cái chân rồi. Rớt cái càng thôi, chân thôi. Trong thời gian chờ đợi mình. Các bạn ơi, trong thời gian chờ đợi con cua chín thì bây giờ bạn siêu nhân sẽ thổi cái bóng khổng lồ cho chúng ta xem nha. Vụ ăn xong rồi, chưa ăn xong rồi, giờ siêu nhân có xích thổi này hả? Khoan đi. Đây các bạn ơi, đây là cái bong bóng mặt tờ màu xanh. Nè, chúng ta sẽ mang xem bạn siêu nhân thổi cái bong bóng khổng lồ này coi nó bự cỡ nào nha. Rồi. Xin mời bạn siêu nhân. Thớt nha, mình đập rồi khi mình ăn thử con cua này coi như cảm giác như thế nào. Đây, đây là con cua biển khổng lồ. Wow.
thơm quá trời. Wow. Ngắt ngay, ngắt ngay. Rồi cái cua này đi giải hết một cái càng rồi bạn sư nhân ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xử nó nha. Khoan từ từ. Đây, rồi chúng ta sẽ đập cái càng cua ra. Rất là rớt. Đập cái càng cua trước. Rồi bẻ càng cua ra. Ui. Đau quá các bạn ơi. Sao? Ngọt không? Trời ơi. Ôi. Trời ơi là trời. Tơi tái con tim rồi. Wow. Ôi quá. À, bạn Siêu Nhân đang ăn hết 100.000 rồi các em. Một cái càng 100.000. Wow. Ngon quá. Cái ngọt quá anh vậy Bình ơi. Wow. Mình không thể mà bỏ sót được một miếng nào hết á. 300.000 một 350 một tiếng. Mình không thể nào. Có ai nghe được cái mùi cua không? Chờ miếng ăn. Wow. Các bạn xin thơm. Bây giờ mình sẽ đập cho các bạn xin một miếng. Ngọt thiệt. Hơn như tổng hình các bạn xin lắm. Nó rất là ngọt luôn. Mình bây giờ đâu? À, mình chia cái thịt vô nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho mấy cái bạn su con này ăn cua chung nha. Đây, đây con cua khổng lồ đây. Đây, mình cho một bạn ăn chung nha. Đây. Nè, mâm. Wow, bà xé thịt bạn Duy Nhân ơi. Chứ để vậy nó ăn nó mắc cổ á. Đây, một đám su đang thèm ăn. Đây, mình ăn một con này. Đây, con này nó tót ra rồi nè. Trời ơi, nó cắn chưa nha.
trong con cua rồi các bạn ơi. Rồi xé xé cái thịt cho nó ăn đi bạn. Rồi. Con màu trắng này nó la dữ quá nè. Đâu con này? Đây đây con này nó la dữ lắm nè. Ba cái chu này vừa quậy mà vừa la nè. Rồi ấp đi con. Ngon quá đừng có ghiền nghe rớt rồi. Đây. Xuống đây ông dành ăn thua rồi. Trời ơi con này ông xem cái càng. Ông này quay lại ông em này coi giờ ông này theo cái càng luôn rồi. Trời ơi là trời. À. Nhà nhân nhiều chó quá. À. Các bạn nào có muốn nuôi chó không? Các bạn nào muốn nuôi chó thì comment dưới nha. Rồi xin nhân có gì xin nhân chia sẻ lại cho các bạn nha. Chứ nhiều chó quá. Xin nhân không có tiền mua đồ cho ăn. Xin nhân có ăn cua mà. Hết clip ăn cua rồi nghe các bạn. Rồi hẹn các bạn ở video lần sau. Bye bye.